Anh muốn một người vợ thế này này. Ví dụ như ở nhà thì giống Oisin, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng vậy á, mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào lãng mạn. Cái vụ này hay rồi nha. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, bây giờ mời hai bạn cùng giới thiệu về mình nha. Bạn gái giới thiệu trước đi. Em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào toàn thể các bạn đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Bùi Thị Phương Anh. Năm nay em 34 tuổi. 34 dạ. tuổi. Hiện tại thì em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang kinh doanh spa ở bên quận Tân Bình. Kinh doanh spa ha. Dạ vâng. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào, chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Yeah. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Bá Ngọc, năm nay em 35 tuổi ạ. Em quê ở Quảng Bình, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Long An. Em kinh doanh bất động sản. Ở Long An là ở đoạn nào? Em về thành phố Hồ Chí Minh mất bao lâu? Dạ, em đi lên đây thì hết khoảng 45 phút ạ. Em ở quyền nào, ở đâu? Em ở gần Hóc Môn đấy ạ. Em ở ngã ba Mỹ Hạnh. À, ở Đức Hòa, Đức Hòa đúng không? Vậy thì đi qua Tân Bình cũng gần. Dạ gần. Không có xa đâu. 45 phút đi ông Đa. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em. Em nghĩ điểm mạnh của em là cái gì em cũng dám làm, dám chơi và dám thử. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính nè. Rồi rất là kén ăn và mau quên nhiều thứ. Mau quên nữa. Dạ. Rồi, mời bạn trai điểm mạnh điểm yếu. Dạ, em ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hăng hái trong công việc. Em biết làm việc nhà. Tính em thì yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Còn nhược điểm của em thì hay ngủ nướng. Rồi em hơi kỹ tính. Ví dụ như tắm rửa thì em tắm hơi lâu. Em tắm khoảng 30 phút mới xong lận. Bận lắm hay sao mà tắm lâu vậy anh? Anh cũng biết nữa. Nhiều khi vô trong ngồi thư giãn luôn đó em. Mà tắm lần 30 phút mà bao lâu mới tắm lần? Ê, dạ ngày tắm 2 lần đó chị. Trời đó là ngày mất tiếng hồ tắm á hả? Dạ đúng rồi, mất hết 1 tiếng cho việc làm vệ sinh cá nhân nữa. Rồi tình trường hai bạn thì sao? Em thì trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là thời sinh viên. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây khoảng 5 rưỡi rồi anh. 5 rưỡi. Quen nhau được bao lâu mà chia tay? Dạ quen được 6 tháng chị. Trời sao quen ngắn vậy? Dạ nhiêu đó là em nghĩ là cũng đủ thời gian để tìm hiểu rồi. Để quyết định là mình nên tiếp tục hay nên dừng lại. Và em chọn phương pháp dừng lại. Vậy thì cũng chưa có sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Rồi bạn nữ. Từ trước ra thì em chưa quả trải qua mối tình nào hết. Cái gì? 34 tuổi chưa có mối tình nào hết. Dạ vâng. Tại sao? Có thể là tính cách của em nó hơi khác thường một chút xíu. Ví dụ như trong công việc thì em lúc nào cũng nghiêm túc, giống như một bà cụ vậy đó. Khó ưa, khó tính, khó chiều, chỉ có dễ ghét thôi. Còn khi mà em đi ra đường, em đi chơi với bạn bè thì giống như là một đứa con nít vậy đó, rất là tăng động. Ví dụ như là leo, trèo hoặc là làm tất cả mọi thứ mà mình thích. Chào em gái. Chào. Anh muốn qua nhìn em liền bởi vì em rất là ấn tượng cá tính đối với anh. Nhưng mà bây giờ trong đầu em á, hình dung một cái nửa yêu thương của mình là một người như thế nào? Em chỉ cần một người là hiểu được em, hiểu cũng em. Dám chơi, dám làm, dám thử tất cả mọi thứ giống như em. Và một người đàn ông thì đương nhiên là em cần có một sự lãng mạn, ngọt ngào và cưng chiều phụ nữ một chút xíu. Hình dáng cao thấp? Hình dáng cao thấp thì đối với em không quan trọng lắm, bởi vì em có thể chỉnh sửa được những thứ đấy. Cao thấp sao mà chỉnh sửa được em? Mập ốm thì còn có thể chứ cao thấp là thua rồi, em đi kéo giò. Dạ đúng rồi, bây giờ thẩm mỹ. Ghê vậy hả? Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Thế nhưng mà so sánh với các ngôi sao showbiz bây giờ thì em thích ST. ST? Dạ. Có Betty anh, Betty. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em thì thứ nhất là hiền đó chị. Biết ứng nhân xử thế với lại biết lễ phép với người lớn đó chị. Có điều gì em không thích ở người bạn nữ? Em không thích anh mang lộm thổm á chị. Nói năng thì kiểu như là mất lịch sự. Rồi hay chửi thề, đặc biệt là chửi thề là em ghét lắm luôn. Có chửi thề không em? Dạ không. Tắm ngày 1 tiếng hả? Em 2 lần tắm 1 tiếng á chị. Ra tóc tai quần áo mất bao lâu nữa? Dạ mỗi lần em ra đường là nói chung là em trau chuốt ngoại hình lắm. Tại với em ví dụ như mình có đẹp thì mình đang tôn trọng người nhìn mình, người đối diện người ta nhìn mình, nhìn vô người ta lịch sự á chị. Là nên mất mỗi bao lần lâu?
Em ra đường em trau chuốt đồ cũng phải mất tầm trên 20 phút đó. 20 phút. May mà chưa có tô son trét phấn đó. Nào muốn đám cưới? Em thì nếu cũng lớn tuổi chị nên tìm hiểu được thì tùy thuộc bạn gái ạ. Mình lấy thể, về lấy nhau về mình lập nghiệp mình sẽ ở đâu, vợ chồng sẽ ở đâu? Em có nhà riêng rồi chị. Có nhà riêng rồi. Dạ. Vậy là không có làm dâu hả? Dạ không. Ba không, mẹ không ở phải riêng. Làm dâu. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Em đi với ai? Dạ em đi với chị bạn. Chị bạn rồi dạ. Cho chị gặp bạn của em ha. À, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Thùy Anh, hai chị em khá là thân thiết với nhau. Phương Anh thì có cá tính rất là mạnh mẽ, nhưng mà mạnh mẽ đây là do dòng đời xô đẩy thôi, ở trong cũng yếu đuối lắm. Chỉ có một cái là đúng là Phương Anh khó tính trong tình cảm. Hồi nãy ảnh có nói là tính ảnh rất là hiền. Thì em nghĩ một người phụ nữ mạnh mẽ, nếu như mà gặp được một người đàn ông hiền lành thì cũng là một cái điểm phù hợp. Em thấy ảnh dễ thương. Dễ thương mà. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với dì với lại hai em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Dạ em thấy cháu Ngọc này ở nhà thì cũng ngoan, cũng biết quan tâm mọi người xung quanh. Cháu gái bên này thì cũng thấy cũng có cá tính, cũng dễ thương. Rồi nói chung tại vì cháu Ngọc là nó không có mẹ, cho nên cháu gái bên này là biết nấu ăn, rồi nói chung là như vậy là em cảm thấy rất là thích rồi. Hy vọng là cháu về với nhà của cô. Dạ. Rồi. Được rồi ha, bây giờ hai bên ủng hộ hết rồi, bây giờ để cho hai bạn trực tiếp nói chuyện với nhau rồi mình sẽ quyết định nha. Dạ. Mở rào. Dạ. Anh con heo bông tặng em. Dạ em cảm ơn. Em biết vì sao anh tặng em con heo không? Chắc là anh biết em thích heo. Ủa em thích heo à? Dạ. Hên quá. Tại vì anh tuổi con heo. Nên anh tặng em con heo. Nhiều khi anh muốn không có anh ở bên cạnh thì nó sẽ thay anh chăm sóc cho em. Nó có gắn điều khiển điện tử vào đây được không anh? Nó là người gắn cả trái tim của anh vô trong đó luôn á. Nếu mà mình hẹn hò thì buổi hẹn hò đầu tiên là em thích mình hẹn hò ở đâu? Em thích đi xem kịch. Đi xem kịch. Dạ em thích xem kịch và xem phim, hoặc là đi chơi những cái chỗ nào mà nó thoáng mát, hoặc có những cái trò chơi vận động gì đó. Em không thích đi uống cà phê nhiều. Mỗi lần em đi ra ngoài em có make up nhiều không? Tức dạ là không. Tại vì em biết sao không? Anh muốn một người vợ thế này này. Ví dụ như ở nhà thì giống Oisin, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng vậy á. Mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào, lãng mạn. Nhìn về phía bên tay trái, nhìn phía bên trái. Cái vụ này hay rồi nha. Em muốn hỏi là tại vì tính của em nó hơi tăng động một chút xíu, nên là anh có thể cho em biết một vài những cái thói quen mà khác người hoặc là hơi biến thái của anh một chút xíu không? Thói quen khác người của anh hả? Dạ đúng rồi. Thì nhiều khi đang còn nói chuyện đồ chẳng hạn vậy, anh đùng cái anh hét toáng lên vậy á. Anh hát á. Mọi người đến em ca khúc là Nắm Lấy Tay Anh. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Mỗi sớm mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi hai ta sẽ không xa rời. Dạ. Rồi bạn em hãy hát lại luôn. Hơi rung chút xíu. Vậy thì em cũng sẽ hát tặng anh một đoạn ngắn nha, để cho anh bớt rung ha. Em okay, hơi rung chút xíu. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường, phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngắn như giấc mơ qua và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi. Tháng năm dài, mình có đôi. Nắm tay em chặt hơn đi, để chẳng muốn mất nhau dẫu mãi về đâu. Đệm sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xiết môi em chặt hơn đi. Hay lắm em. Hai đứa này vui rồi nha. Cái này chắc em nắm hoài luôn đó. Nắm luôn đi, nắm luôn. Nắm hoài luôn. Anh ơi phải thả ra, phải bấm chuông. Nắm luôn, hai đứa nói chuyện luôn, nắm luôn đi.
Nhưng ba vấn đề anh đưa ra em có thấy mình làm được tất cả mọi thứ không? Hả? Không, ý anh nói lên giường ngọt ngào và lãng mạn ở đây là ví dụ như là lúc mà hai đứa lên giường đúng không? Thì em kể cho. Đang lấy ví dụ thôi. Ví dụ cứ nói thẳng đi. Nói đi. Thì em kể cho anh nghe một câu chuyện chẳng hạn đúng không? Em kêu anh hôm nay em đi đường em thấy cụ ông 35 tuổi dắt cụ bà 34 tuổi vào quán ngồi ăn kem. Em còn thấy là cụ ông dùng răng bắt chí cho cụ bà nữa chẳng hạn đồ vậy đó. Còn sao? Kể gì mà rối quá không hiểu gì. Chưa cái rõ. Cái ngọt ngào đó hơi lạ. Rồi bây giờ hai bạn nè, giây phút này quan trọng. Dạ. Nói chứ nhiều khi người ta nói cười vậy mà chưa chắc người ta bấm nha em. Bây giờ mình phải nhìn thẳng vào mắt nhau. Mỗi người nói với nhau một câu thôi, ngắn gọn. Anh thì cũng thấy rung động. Này dạ. Anh muốn nắm tay em đi hết quãng đời này. Anh hy vọng em cũng vậy. Em về sự rung động thì vẫn chưa, nhưng mà em cảm nhận được là mình có thể tìm hiểu thêm. Đó là cái em thấy là nó quan trọng hơn. Đây là một cô rất là quyết đoán. Tại sao mà 34 tuổi đã chưa chọn ai? Không có vội vàng, đúng không em? Rồi. Từ từ, chậm mà hết chắc. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nhớ ngọt ngào nha. Để tay nút bấm đi. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. 3 2 1 Hết thời gian. Em trai có bấm không? Dạ không. Không bấm. Sao vậy? Trời ơi. Nói chung em cũng có chút rung động, nhưng mà em nghĩ nó chưa đủ để em bấm. Đúng. Em có thể nói cụ thể luôn để... Với lại em thấy bạn gái nói là bạn gái cũng chưa có rung động. Thì có phút đầu mà chưa... Hoàn toàn sai lầm. Có thể là do câu đó. Nói tóm lại là đôi khi con người ta có một cái cảm xúc dạt dào nào đó, nhưng khi có một cái động thái nào đó làm ngắt ngang cái cảm xúc đó. Đúng không em trai? Bạn gái suy nghĩ như thế nào? Em thì ban đầu em cũng nghĩ là mình chỉ nên... chưa có sự rung động thật. Và khi em bấm nút thì em chỉ nghĩ là mình có thể tìm hiểu thêm về nhau thôi. Còn về cái rung động thì thật sự là chưa. Rồi. Cái quyền quyết định là do các do bạn. Do hai bạn. Tôi tôn trọng các bạn. Và chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Rồi. Có ý nghĩa là nếu như chúng mình đến được với nhau thì giống như những ba chú cá này, anh em và con gái của em có thể sống hạnh phúc. Cảm ơn em. Em thấy cô ấy rất là xinh đẹp và dễ thương, cảm thấy rất là thân thiện và gần gũi. Em hy vọng là cô ấy sẽ bấm nút chọn em hôm nay. Rồi, ngồi đi em. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Rồi, giới thiệu về mình đi em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ, chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Chào em. Em là Trần Thị Ngân ạ. Em quê ở Bắc Ninh, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Em đang làm công việc gì? Dạ, em là giáo viên mầm non ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Nếu mà theo giấy tờ thì em 29 tuổi, còn thực tế thì em là 30 tuổi rồi. 30? Wow, mà còn quá trẻ luôn. Mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả và bạn nữ bên kia hàng rào. Mình tên là Đặng Hải Đảo, mình 33 tuổi. Tên dữ ta. Quá đặc biệt không anh? Đặc biệt. Đảo làm nghề gì? Em là công nhân sản xuất giày da ở Bình Dương ạ. Quê hương của mình là gói gọn trong hai câu thơ: Tháp 10 đẹp nhất Phong Sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Hai bạn hỏi coi gần nhau không? Em ở Dị An, còn anh ở đâu anh? Anh ở Thuận An em ạ. Thuận An à, cũng gần. Rồi vậy là được rồi ha, hẹn hò cũng dễ. Rồi ưu điểm khuyết điểm của em là gì Ngân? Chắc ưu điểm em cũng không có nhiều đâu. Thì cũng biết nấu ăn, công việc gia đình thì cũng biết làm hết. Khuyết điểm thì em như theo mẹ em thì cũng còn chưa có được gọn gàng lắm. Tại mẹ em rất là khó về cái vấn đề đó. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì Đảo ơi? Dạ, ưu điểm của em là có tính tự lập, yêu thích thể thao, âm nhạc và đọc sách. Thể thao thì em thích nhất là bóng đá, còn âm nhạc thì em thích hát nhạc trữ tình, còn đọc sách thì em thích đọc lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, sách Đôi Môi và sách cả Conan nữa. Trời ơi, hay quá. Trữ tình hát bài nhạc bài gì đâu, hát thử đoạn nghe coi Đảo. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bàn xa chắc không kịp mời,
đường chim trời đây đó bốn phương, đứa đầu nón giữa điên vượt suối, nhớ mấy trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Em xin hát ạ. Rồi, dễ thương. Bây giờ mình vô tới tình trường đi. Trong tình yêu thì em yêu và đã từng kết hôn. À dạ, em yêu một người duy nhất và cũng là người chồng đã từng kết hôn với em. Rồi mình kết hôn được bao lâu? Thời gian cũng không có nhiều chị. Khi bọn em bọn em yêu nhau từ hồi còn sinh viên á. Sau khi mà vừa ra trường cái là kết hôn. Rồi em về cũng sống chung với gia đình nhà chồng nữa. Rồi em có em bé luôn. À. Đây, kinh tế thì cũng chưa có được tốt lắm. Bé của em thì bé trai hay bé gái? Đã, bé gái á. Bé gái. Anh cũng không có chia sẻ gì nhiều với em trong việc chăm sóc con ấy cả. Thời gian sau em phát hiện ra là anh có nhắn tin qua lại với bạn gái cũ á. Bây giờ là chia tay được bao lâu rồi? Đã, chia tay được 3-4 năm rồi. 3-4 năm rồi. Yeah. Là bây giờ có còn liên lạc, còn dính líu gì không? Giấy tờ là xong xuôi hết chưa? Dạ, xong xuôi hết từ lâu rồi chị. À, dạ. Bây giờ con gái là ở với em? Con gái thì ở với em. Anh ấy theo vẫn còn có chu cấp không? Lại, có chu cấp theo quy định của tòa. À. Rồi, con gái bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, con em được 5 tuổi rồi anh. À, hôm nay mình đi có đem con theo không? Dạ có. À, bé gái ngồi dưới đó dạ, hả? Bé gái à, 5 tuổi rồi, dễ thương dạ. Quá ha. Còn em, tình trường thế nào? Em có 2 mối tình, trong đó có mối tình cũng đã pháp luật hợp pháp quá. Tức là kết hôn rồi luôn. Nhưng mà cũng đã chia tay cũng khá lâu, cũng đã 7 năm rồi. Mình có dạ. Cháu nào chưa em? Chưa chị ạ. Chưa à, có. Lý do tại sao bạn chia tay với vợ mình? À, nguyên nhân thì có lẽ là vợ em quá áp đặt. Cô ấy cũng đã thay đổi, có mối tình khác nên bọn em chia tay. Như là duyên nợ, không biết như thế nào nha. Nhưng có duyên đó, hai người cùng chung cảnh ngộ đó. Bây giờ chúng ta đang tìm một cái tương lai mới cho hai đứa nha. Em gái, em muốn tìm một người như thế nào để có thể vững tin hơn cái người đầu tiên? Về ngoại hình thì bình thường thôi anh ạ. Ưa nhìn là được, dễ nhìn là được. Còn quan trọng là tính cách. Rồi em muốn một người đàn ông phải trung thực, trung thủy trong tình yêu và thật là nghiêm túc trong hôn nhân. Nói chung mình đã gãy đổ một lần thì mình cũng không đòi hỏi gì nhiều. Dạ, đúng rồi. Chỉ cần yêu thương mình, giờ là dạ, yêu thương cả con mình dạ, nữa, chăm sóc cho mình là đủ ha. Dạ, đúng rồi. Rồi. À, bạn trai, bây giờ em mong muốn tìm một người vợ tương lai mình như thế nào? Về ngoại hình thì em cần một người con gái cao khoảng 1m5 trở lên. Có mái tóc dài, gương mặt phúc hậu, không cần xinh đẹp như Hiếu Kiều đâu nhưng cũng đừng có tệ như Hiếu Nở là được. Và tính cách thì siêng năng, thật thà, tốt bụng, có tinh thần cầu tiến, có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống là được. Rồi. Bây giờ công việc của em là ổn định rồi đúng không em trai? Dạ ổn định ạ. Khi em nghe câu chuyện của bên bạn gái cái hoàn cảnh vậy thì em có ngại gì không? Không, em nghĩ mỗi người đều có một hoàn cảnh, một quá khứ. Quan trọng là mình phải biết bỏ quá khứ và mình hướng đến tương lai. Vậy mình định lập nghiệp ở đâu? Em định lập nghiệp và sống lâu dài ở Bình Dương. Bình Dương. Nếu được thì bao giờ mình sẽ tiến tới hôn nhân nữa? Nếu được là cưới liền. Cưới liền. À, hiện tại là em đang sống với ai? Mình sống của mình à. À, mình đã có được nhà riêng cho em hay mình chưa, đang ở trọ? Chưa, em vẫn còn ở trọ. Em nhắm là em có thể thương con của vợ mình như con mình không? Nếu bạn gái mà cảm nhận được em thì em cũng sẽ thương con bạn gái như là con của em thôi. Rồi. Chị thì chị thấy cũng được đó. Để anh qua xem đàn gái thế nào rồi mình tính nha. Em chào anh. Chào em gái. Dạ. Dễ thương. Người ta nói đúng là hồng nhan thì bạc phận. Đúng là như vậy, rất là dễ thương. Con gái, ôi sao buồn vậy con? Đang nhìn con kỹ chú bên đó đó. Con ngủ hả? À, cái công việc của em ổn định không em? Dạ em là giáo viên mầm non thì đang là giáo viên của nhà nước nên là ổn định. Hy vọng rằng nếu mà hai người kết hợp với nhau, phát triển kinh tế gia đình, yêu thương nhau là được rồi ha. Dạ. Quan trọng là lo cho cô con gái kìa. Vâng, đúng rồi anh. Rồi, đàn trai quá chịu. Trời, vậy là vui rồi ha. Được. Bây giờ mình giao lưu với người thân đi, mình hỏi thêm ý kiến. Hôm nay thì em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đến đây với anh trai, con gái, với cô hiệu trưởng và các bạn đồng nghiệp nữa. À, rồi, dạ. Bây giờ em muốn nghe ý kiến của ai nè? À, cho cô hiệu trưởng trước đi ạ. Dạ, dạ, mọi người chào cô ạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào cô. Xin chào chị Cát Tường. Cũng xin nói nè, ở trường thì còn ba cô là chưa có gia đình, thì cũng hứa với các cô là trước khi về hưu thì sẽ cố gắng để gả chồng cho các cô này xong xuôi là sẽ đi về hưu. Mà cũng may lắm, hôm nay 53 tuổi rồi, còn có 2 năm mà còn tới ba cô lận, mà hôm nay nghe cổ mời đi cũng mừng lắm. Coi như là em trai bên này thì nói chung là nhìn qua cái phong cách bề ngoài thì thấy là cũng là thật thà, chân chất. Xin ý kiến của anh trai ạ.
Em cũng chẳng muốn nói gì nhiều, nhưng nói mong sao là hai bạn là tìm hiểu cho thật kỹ. Đôi bên cùng đổ vỡ rồi thì nói chung là bây giờ mình làm sao để cho chín chắn hơn. Để mà đòi hỏi thì không có đòi hỏi gì hết á. Nói chung là sống tốt và trung thực, biết lo cho gia đình và đối nhân xử thế nội ngoại là tốt rồi. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, bạn trai đi với ai? À, em đi với bà ngoại nuôi và một anh cầm hương. Chào ngoại. Chào dạ, ngoại. Con chào bà ngoại ạ. Dạ, cô dạ. Cô Quốc Tường, chú Hoài Linh. Dạ, dạ. Bà ngoại. Đảo, nó ở nhà tổ tôi đã 6-7 năm rồi. Mà giờ cũng tánh tình dễ thương, cũng hiền hậu. Bây giờ nó cũng tôi thì tôi coi nó cũng như là con cháu, mà nó coi tôi thì như nội ngoại. Bây giờ tôi cũng đến đây rồi cũng mong cho hai đứa nó được hợp duyên, biến tới cuộc hôn nhân. Cô dâu tương lai bên này ngoại thấy làm sao? Thì cháu này nó cũng được, cũng dễ thương, cũng tánh tình hiền hậu. Tôi cũng mong cho hai đứa nó biến tới cuộc hôn nhân, trăm năm hạnh phúc. Ông ngoại đâu rồi? Ông ngoại không còn. Vậy bữa nào con tìm ông ngoại cho bà ngoại nha. Dạ, dạ cảm ơn ngoại. Cảm ơn ngoại. Thôi bây giờ cho chúng ta bắt đầu mở rào nha. Hai mở hàng rào ha. Tặng đầu tiên gặp em, đứng bóng quà anh tặng em. Hy vọng em thích. Dạ em cảm ơn. Em cũng chuẩn bị một món quà tặng anh. Đó là một hồ cá nhỏ thôi, với ba con cá nhỏ xinh. Có ý nghĩa là nếu như chúng mình đến được với nhau thì giống như những ba chú cá này, anh em và con gái của em có thể sống hạnh phúc. Cảm ơn em. Em mốt về anh bỏ vô thêm hai con cá nữa. Hai con cá của em. Đúng rồi, hai con cá của em. Dạ, theo thời gian số lượng cá sẽ tăng lên. À, anh thích thể thao nên anh cũng tặng em một bộ đồ thể thao. Quay sau lưng nha em. Sau lưng nha. Vừa đấy. Quay kìa em. Quay sau lưng nữa. Mặt kia kìa. À, bên này hả? Trời ơi, Messi hả? Thần tượng của anh à. Để nói cái ý nghĩa của cái áo này. Vì đây là áo của đội tuyển Việt Nam. Còn Messi và số 10 là số áo của anh ấy, là thần tượng của anh. Còn chữ I love you là anh dành tặng cho em bữa hôm nay. Trời ơi, sao nó nhiều ý nghĩa quá vậy? Rồi, cảm ơn anh. Lần đầu tiên gặp anh, em có cảm nhận gì không? Nói chung là bên ngoài là quá chuẩn so với yêu cầu của em. Cảm ơn. Đối với anh thì anh rất là quan tâm bạn gái, nhất là cũng nói là vợ mình. Nhưng hôm nay được hẹn hò với em, được yêu với em thì phải là hạnh phúc với anh. Khi mà có bạn trai, em thích bạn trai mình dẫn đi chơi đâu không? Em cũng thích đi du lịch. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Đi phượt không? Cũng thích hơi lãng mạn xíu, đi phượt ok luôn. Yeah. Thì như anh đã biết rồi đó, em đã kết hôn và có bé gái 5 tuổi rồi. Anh thấy có e ngại hay có vấn đề gì không? Không sao, tại vì anh lúc nãy đã nói rồi, đó là quá khứ. Mình cứ nhìn quá khứ đó, mình cứ nhìn lại mình càng đau khổ thì không bao giờ mình có hạnh phúc nữa. Anh có hút thuốc không anh? Không. Còn nhậu thì sao? Nhậu thì chỉ uống xã giao, thường là anh rút lắm. Bạn bè rủ hoài mình cũng không uống nữa. Nhiều khi nó cứ chê đàn ông gì không biết hút thuốc, không hút nhậu nữa. Dạ, tại em cũng không thích đàn ông nhậu. Em có ngại anh là người ở quê miền Tây không? Người miền Tây thì theo em được biết, với em có bác ở đó, em cũng tiếp xúc nhiều là thường là họ rất là thật thà. Anh cũng như vậy đó. Mà cũng sống cũng hòa đồng nữa. Nếu hôm nay mình hẹn hò nhau thì khoảng một năm trở lại, anh nhất định sẽ làm một đám cưới cho em. Để cho em lấy lại một hạnh phúc hơn mối tình đầu. Dạ. Em cũng muốn là anh biểu diễn cái thật tương bóng cho em coi với mọi người đây không? Dạ, anh biểu diễn cho mọi người cùng coi đấy. Em cũng muốn xem cái tài năng thể thao của anh như thế nào. Anh sợ lên đây cùng quá anh tưng không được. có gì em bỏ qua cho anh nha. Dạ. Cho em làm lại cái nữa nha. Được rồi. Tại vì này khó. Được rồi đó. Cái tài lẻ thì giúp về chứng minh cho ấy. Quan trọng là chúng ta chứng minh được chúng ta yêu thương con của ấy là được rồi. Anh thấy đẹp cô gái rất là dễ thương ha. Nếu như mà mình hợp nhau thì
cô ấy cũng sẽ là một trong những cái nơi để có thể chia sẻ với em tất cả mọi thứ. Chàng trai miền Tây cũng thật thà. Em hy vọng là sẽ cũng một tình kết thúc có hậu trong buổi hôm nay. Bây giờ trước khi chúng ta tiến hành bấm nút thì mình hãy nói tất cả những gì mình suy nghĩ về người đối diện. Em thấy cô ấy rất là xinh đẹp và dễ thương, cảm thấy rất là thân thiện và gần gũi. Em hy vọng là cô ấy sẽ bấm nút chọn em hôm nay. Em có thích cô ấy không? Rất thích. Tim em có rung động không? Hình thích hả? Thật không? Thật mà. Thề đi. Em thề đó. Em gái muốn nói gì với chàng trai này? Nếu mà đến được với nhau thì hy vọng là anh sẽ chia sẻ với em mọi những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Mẹ và anh trai là một chỗ dựa tinh thần rất là lớn đối với em từ trước đến giờ, cho em vượt qua rất là nhiều khó khăn. Nên là em hy vọng là anh sẽ là một chỗ dựa tinh thần thứ hai của em. Thôi chúng ta để tay vào nút bấm đi. Bây giờ vấn đề quan trọng là có chấp nhận hay không, có bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng em. Chúc mừng. Nào, để bóng đây đi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau đi nào. Nắm thật chặt nào. Cứng giữ tay thật chặt nha. Cố gắng. Em sẽ không bao giờ buông nữa. Không bao giờ buông nha. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với hai bạn. Vậy cũng hy vọng là sớm nhận được tin vui từ hai em nha. Đây là chiếc vé xem phim rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Mời các bạn lên dạy không? Dạ. Có ai yêu em chưa? Nam cũng có mà nữ cũng có nữa. Nam cũng có mà nữ cũng có nữa. Nam có rồi hả? Nam nào yêu sao kể tôi nghe vụ đó. Tôi khoái vụ đó lắm. Yêu nó có nắm tay chưa? Trời ơi, nó lấy đời trai em luôn, với nóc tai. Trời ơi! Cái gì? Rồi, mời con ngồi. Mời bạn nữ. Rồi. Chúng ta giới thiệu về nhau to lên cho người bên kia nghe luôn nha. Xin chào chị Cát Tường, xin chào em Nguyễn Linh. Em tên là Dương Thị Trúc Linh. Năm nay em 34 tuổi, em đến từ An Giang hiện tại và làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm phụ tiệm tóc cho chị ạ. Làm tóc hả em? Dạ. Rồi, mời bạn trai. Chào anh Linh. Rồi em. Chào chị Tường. Dạ. Chào bạn Linh, mình tên là Vũ Giang Thanh, hôm nay mình 35 tuổi, mình quê quán ở Tiền Giang, hiện mình đang làm việc và sinh sống tại quận 12. Đang làm công việc gì? Dạ, em làm bên nội thất chị. Mình cùng quê miền Tây đó. Dạ. Hai bạn cứ trao đổi với nhau đi. Em hỏi thử bạn gái bên kia là ưu khuyết điểm gì? Em thích người đàn ông như thế nào em? Dạ, em thích một người đàn ông là chững chạc, công việc ổn định, biết chăm lo cho gia đình, biết chia sẻ vợ con. Hỏi thử anh có tật xấu gì hay là ưu điểm, khuyết điểm anh gì không? Anh có tật xấu gì không anh? Tật xấu thì anh uống rượu, hút thuốc thì cũng có. Không sao, anh uống rượu không sao, uống rượu uống thuốc được. Trời đất ơi, từ đó giờ tôi mới nghe cô gái nói là hút thuốc uống rượu được á. Tại vì đôi khi em cũng có uống nữa anh. Em đừng có nói là em có hút thuốc nữa nha. Không, không, thuốc thì em không có hút, nhưng mà em có mọi cúng chứ ông địa. Thầy xứng đôi vừa lứa ha. Nhớ nha, nói vậy trên sóng truyền hình rồi mới mốt ổng về ổng nhậu nhạt hoài bê tha rồi lúc đó là... Không, nhậu là nhậu xã giao vui vẻ thôi chị, đừng có nhậu bê tha la cà. Em ơi, ưu khuyết điểm của em là gì hả em gái? Dạ, khuyết điểm của em là em hay quên lắm anh. Nhưng em hơi khó tính. Còn ưu điểm của em là em biết nấu ăn, cắm hoa hoặc là biết hát. Hát tặng bài được không em? Dạ được, nhưng mà em hát cổ nha anh. Cổ hay, mình miền Tây mình hát cổ rồi sao đâu. Anh ơi xin lỗi, nói em quên tên anh là tên gì rồi. Anh tên Thanh. Anh Thanh. Anh Thanh ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em chọn đời sẵn sống yêu thương. Buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Dạ anh xin hết. Vậy thôi hả? Rồi thôi. Không, ngắn gọn nhưng mà xúc tích đầy ý nghĩa. Từ nay anh Thanh, anh không còn buồn nữa phải không? Lúc nào cũng có bên em bên cạnh là được rồi. Làm lại liền Thanh. Em thì lại không biết hát. Kệ nó. Nhưng mà không lẽ anh không thuộc được một đoạn nào của một bài hát nào đó sao?
tới đây không hát thì hò không phải con cò ngóng cổ mà nghe. Thì em con cò ngóng cổ em nghe. Trời ơi, chị làm cò luôn. Thôi khó quá bỏ qua đi. Hai bạn trao đổi tiếp nhau đang vui á, mình trao đổi tới cái chuyện tình trường đi để mình biết coi kinh nghiệm trong tình yêu của hai bạn như thế nào. Anh hỏi em trước đi anh. Anh Thanh kìa. Dạ từ từ để em suy nghĩ chị. Trời đất ơi. Hỏi em có bầu chưa? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình rồi anh. Một mối tình là em quen nhau hơn 3 năm và chia tay cũng được 6 năm. Và mối tình gần đây nhất đó là em chia tay được khoảng 5 tháng 25 ngày. Rồi sao mà chia tay? Anh đó là ngày lễ là anh đi làm việc, anh được nghỉ 4 ngày. Đến ngày hẹn đó thì anh nói là anh có công việc ở nhà phụ mẹ. Thì em cũng không nói gì, nhưng mà lúc em điện thoại đó thì anh nói là anh đang ở nhà vợ sắp cưới. Hả? Vậy là bắt cá hai tay trước giờ em không hay. Em nghĩ rồi. Chắc là bắt nhiều một tay bắt nhiều trước con giờ rồi chắc lúc đó là ngồi gần cô về vợ mới cưới nên phải đành buộc phải nói vậy luôn. Hỏi ảnh đi, bây giờ ảnh mấy mối tình rồi anh ơi. Anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi anh? Có hai mối mà không biết là có phải gọi là mối tình không, tại nó ngắn lắm. Ngắn hay dài không quan trọng, quan trọng là hai người có quen nhau, có yêu nhau hay không thôi. Em không quan trọng ngắn dài hả? Không quan trọng ngắn dài hả? Không quan trọng ngắn dài hả? Trời ơi, mặt mặt cười thoái chí luôn kìa. Thì mối tình đầu tiên 6 tháng á, người gái đó thì cũng bắt cá hai tay đó nên mới dừng lại. Còn người gái sau thì lại bạo quá cho nên bạo là sao? Dạ là người ta tấn công mình á anh. Tấn công chuyện bình thường bây giờ á. Nhưng mà em nói... sợ, em sợ. Ủa làm gì mà em sợ? Mới quen nhưng mà đi chơi khoảng 2 lần à. Lần thứ 3 ôm em cứ ngắt à. Thì người ta yêu tao mới ôm. Rồi sao nữa, rồi sao nữa? Nhưng mà cái thời gian đó ngắn quá thì ôm rồi em sợ quá, em chạy luôn chứ sao chị? Trời đất ơi. Vậy thôi hả? Để tôi kiểm tra là giới tính ông này coi. Anh ơi, em định một tí nữa khi mà gặp mở màn lên gặp anh là em cũng ôm anh mà anh nói vậy thì chết rồi. Chết rồi. Không nhưng mà đàn cái ông gì đàn bà ôm bỏ chạy. Cái lúc đó là cách nay cũng 5-6 năm rồi. Nhưng mà bây giờ cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Rồi 5 năm nay có bị cô nào tấn công nữa không? Dạ không chị. Thì lý do sao 5 năm nay ấy? Từ lúc đó thì em xác định là em sẽ không quen. Và em sẽ tập trung để mà mình làm, mình kiếm tiền. 35 này là cái tuổi là đã cán mốc rồi. Thì giờ này em đi tìm. Đi tìm? Dạ. Có ai yêu em chưa? Nam cũng có mà nữ cũng có nữa. Nam cũng có mà nữ cũng có nữa. Nam có rồi hả? Nam nào yêu sao kể tôi nghe vụ đó. Tôi khóa vụ đó lắm. Yêu nó có nắm tay chưa? Trời ơi, nó lấy đời trai em luôn, lấy đời trai em luôn. Với nóc tay. Trời ơi! Cái gì? Tại sao? Dạ. Lúc đó là làm chung. Anh em thì mình nghĩ là cứ rủ nhau đi nhậu. Nhậu tới lúc đó cũng khoảng 2 giờ sáng. Ở đây cũng bàn nhau nói nay uống cho thằng quỷ BD này nó lật ly bay. Ai ngờ đâu rốt cuộc mấy thằng lật hết còn mình nó tỉnh. Rồi sao? Rồi tới sáng mai á thì tự nhiên cái trong cái đầu mình nó mới nói ủa cái quần mình đâu mất tiêu rồi ta. Trời đất ơi. Giật mình trở lại thì nhìn thấy còn có cái áo à, cái quần mất tiêu. Lật đật giục chạy. Ủa là sao? Rồi là lúc đó đang nằm ở đâu? Nằm ngủ chung xúp lớp luôn. Anh ấy đã bị hãm hại. Mà nhìn xung quanh mấy người kia là còn đủ quần áo không? Còn quần, đủ quần. Có một mình anh mất cái quần à? Có mình bị quốc quần. Rồi xong. Anh ơi, anh có kiểm tra còn mất cái gì nữa không anh? Mất đời trai luôn em ơi. Thấy chưa em? Em nói em chấp nhận nhậu, thấy nhậu nhẹ em mất chấp nhận là nhậu thôi chứ em không có chấp nhận là lầy. Mà giờ mình có bị ngã nghiêng ngã ngửa không? Không phải tự nó theo em chứ em không phải là em dê nó. Nhưng mà em cũng phải là sao không. Đó người... Không, không có. Chắc thiệt. Không? Chắc. Thích gái không? Thích. Bây giờ có mần ăn gì được không? Được. Bây giờ muốn lấy vợ sao nè? Cao cũng khoảng 1m6. Rồi có luôn. Rồi em cũng 1m57 rồi. Được rồi, gì nữa? Đừng tóc ngắn quá. Tóc mà ngắn mà nó dạng như ta gọi là tomboy á. Mà cũng đừng dài quá. Kỳ vậy sao khó chịu vậy? Cỡ này được chưa? Cái này đẹp nè. Rồi được tiếp. Hiền. Hiền. Hiền cũng hơi hiền thôi, đừng hiền quá. Hiếu thảo. Có hiếu thảo luôn. Và trắng siêu. Có trắng luôn. Chừng nào đám cưới? Được thì em nghĩ khoảng 3 tháng được rồi. Cái gì 3 tháng lẹ vậy? Tìm hiểu cho kỹ chứ. Em thấy nhiều cặp hiểu xong rồi chia tay không à. Chị nghĩ cũng lạ quá ha. Hỏi lạ ba mẹ mới giờ chưa? Ở tới giờ này nè. Mình đang ở trọ hay là mình đang ở với ai? Em có mướn một cái xưởng á. Thì em ở trong đó luôn. Rồi vậy là chủ xưởng ở trong xưởng luôn. Rồi bây giờ anh qua xem đàn gái thế nào chứ đàn trai em thấy cũng ấn tượng lắm rồi đó. Chào anh. Chào anh gái. Dễ thương ha. Em có thích quen với người đàn ông mà phóng khoáng rồi thoải mái này kia không? Dạ thích chứ. Em không thích người đàn ông kỳ bo bủn xỉn.
À đó dạ. Như anh này nãy giờ là phóng khoáng ha, chuyện gì cũng kể ha. Em thích ảnh sao, cái hình dạng anh sao? Mẫu người á, lý tưởng. Mẫu người là khoảng cao trên mấy 65, nặng được. Trên 65 kg. Được. Qua luôn hả anh? Ảnh cao bao tới tận mây xanh luôn đó. Cặp này chuẩn á. Còn gì nữa không? Không thích người đàn ông gia trưởng anh. Anh này chắc không gia trưởng nổi đâu. À, anh thấy cặp này hợp lý á. Dễ thương lắm nha. Đàn gái là bên đàn trai chịu rồi đó. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với chị bạn em ạ. À. Bạn em ha, giờ mình nghe thêm ý kiến của bạn em nha. Chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Trường. Trước khi đi á, thì Linh có nói với em á, nếu mà đi lên trên đây á được á thì hỏi chứ kết hôn thì chừng nhiều. Nãy em nghe bên đây anh trai nói 3 tháng đúng như dự đoán của bạn Linh đó. Ủa vậy hả? Linh cũng muốn 3 tháng Linh nữa. Dạ, 3 tháng dự đoán luôn hả? Từ 3 tháng chị. À. Chị thấy bạn nam bên đây được. Hay có gì hai bạn tiến tới. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi em trai đi với ai Thanh? Dạ em đi với mẹ, với dì, với anh, với em của nói chung là gia đình, gần gia đình luôn. Đó. Chào cô. Dạ. Chào cô ạ. À. Chào hai em Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cháu gái cũng dễ thương. Thôi dạ, con cũng tìm cô. Hiểu để bước tới hôn nhân luôn đi. Nếu 3 tháng cô đồng ý không cô? Bây giờ nó muốn chừng nào cũng được hết á. À cảm ơn cô. Thôi bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Bắt đầu mở. Đó. Chào anh. Dạ, cũng cao ha. Em cũng có món quà tặng anh. Cái này hoa chính tay em cắm. Cảm ơn em. Cái này cũng hoa này cũng chính tay nhưng mà người ta làm anh mua. À, hai bạn cảm nhận về nhau đi lần đầu tiên mấy chục anh năm mới gặp mặt đó. Anh thì thường anh thích ngắm hơn là anh phải nói. Em lại thích vậy đó. Em thích người ta là thể hiện thôi chứ em không thích nói. Nói chín là 10 chứ đừng nói 10 làm chín. Cái công việc của anh á nhiều khi nó rất bận. Có thể là tuần này anh có thể rảnh 2-3 ngày nhưng mà có thể rớt vô một cái tháng đó anh hầu như anh không có rảnh được. Nhưng mà bây giờ mình cũng đã xác định mình đi tìm thì anh cũng cố gắng anh sẽ sắp xếp công việc để mà mình gặp. Ví dụ như một tuần là anh có thể gặp em được bao nhiêu lần? Một lần được không em? Cũng được. Em thích trai hay gái? Dạ con thì trai gái gì em cũng thích nhưng mà em thích gái đầu lòng. À, trai gái gì cũng được đó anh không, nhưng mà gái thì nó hay hơn. Tại đời trai anh nó khổ rồi nó không muốn. Chúng ta quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình? Anh thì anh thích là ví dụ quen xong rồi mình xác định cái người đó thì anh đi tới luôn chứ không phải là quen 5-3 năm cái bắt đầu thấy ngừng rồi lại bắt đầu lên từ đầu nó mệt lắm. Đúng rồi, em cũng không thích vậy. Bây giờ đó, hai bạn đứng sát bên nhau nhìn nhau 30 giây sau đó chúng ta cảm nhận và nói những cái gì mà người ta đang suy nghĩ. Hai người nhìn thẳng mắt nhau nha, nhìn xem trong tận đáy mắt có thấy gì không. Có thể cầm tay nhau đây hai bạn để mình truyền một chút xíu cảm xúc xem mình có điện không. Đó. Không biết nói gì luôn. Rung quá à anh ơi. Đen rung quá. Nói chung là khi mà tới chương trình thì cũng nó là cái duyên. Anh cũng đi tìm một cái cơ hội để cho cái bản thân của mình. Thì anh cũng như em cứ cho nhau một cái cơ hội đi. Nói chung 3 tháng thì nó không phải ngắn nhưng mà nó cũng là một thời gian dài. Anh cũng xác định cái mốc đó thôi. Còn mà lâu hơn nữa thì cũng chờ được. Tại cũng chờ 35 năm rồi. Ok vậy đi. Chúng ta sẽ cho nhau cơ hội. Đặt tay vào nút bấm đây hai bạn. Các bạn cũng đã nói chuyện, đã cảm nhận về nhau, đã nắm tay nhau, đã nhìn nhau, đã có chuyện vui với nhau. Để động lại cái gì chúng ta hãy kiểm tra lại con tim của mình lần cuối các bạn nha. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Quyết định bấm nút là tìm hiểu và tiến tới hôn nhân để không làm mất thời gian của đối phương, không làm mất cái duyên của đối phương. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, bây giờ chính thức chúng ta nắm tay nhau nè. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay. Nãy em nói em ôm ảnh mà. Ôm cái bạn nên dạy không?
chính thức hôm nay vào giờ này các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau và hy vọng rằng trọn đời trọn kiếp bên nhau. Cho thấy hai bạn rất là xứng đôi luôn á, từ vóc dáng ngoại hình gương mặt thấy là rất là hai có tướng để còn đẹp lắm á. Đẹp, cố gắng nha. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Chắc gái thì cũng phải có chút chút chứ không thì không được rồi anh ơi. Đúng rồi. Từ từ, khoan, để nguyên, để nguyên. Đã được rồi. Thấy sao? Thấy thơm anh. Thôi mời em. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Em chào quý vị khán giả và chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thảo ạ. Năm nay em 23 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Quê em ở Nghệ An ạ. Hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, mời bạn trai. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Tên em là Nguyễn Cao Cường. Em năm nay 32 tuổi. Em hiện tại đang sống ở Thủ Đức mà làm việc tại Bình Dương. Giọng Nghệ An luôn hả? Giọng Nghệ An anh ơi. Dễ thương quá hả? Giọng này nghe lạ lạ nha. Giọng nó hơi hơi khó nghe chút xíu không, anh. Không có, nó nghe được nhưng mà nó hơi mềm chút xíu. Dạ dạ. Thôi điểm mạnh điểm yếu nhau luôn đi. Anh có điểm mạnh gì anh? Anh điểm mạnh của anh thì là mọi người đánh giá anh là người hiền lành, thật thà, siêng năng, chăm chỉ và không rượu chè, không hút thuốc, không cờ bạc. Rồi còn không gì nữa không? Hả? Nhiều không lắm anh ơi. Nhiều không lắm hả? Dạ. Có không mê gái không? Chắc gái thì cũng phải có chút chút chứ không thì không được rồi anh ơi. Đúng rồi. Có điểm yếu nào không? Điểm yếu của em thì nói hơi nhanh chút xíu hả? Cũng không nhanh đâu. Em thấy vừa nghe rồi đó anh. Em trai có điểm mạnh gì không? Thì điểm mạnh mẽ có. Nói về điểm mạnh thì em cũng không có lắm đâu. Dạ yeah, con không có điểm mạnh nhiều hả? Dạ. Còn em có một cái điểm mạnh khác thì có tài lẻ gì không á? Ý là có một cái tài lẻ nào không? Cái giọng em nói chuyện nghe rất ngọt rất hay, chắc hát hay lắm á. Đến đây thì em cũng chuẩn bị một bài hát nhưng tí nữa em sẽ hát cho bạn rồi, nữ. Đúng rồi. Dạ. Bạn nữ, điểm mạnh điểm yếu của em là gì, giới thiệu cho bên bển nghe luôn. Dạ, em được mọi người nhận xét là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng. Em biết nấu ăn, biết làm bánh. Thì em thích trang trí nhà cửa với lại thích biết làm đẹp. Đẹp là quá tốt rồi. Thế còn điểm yếu? Em có một sự hay quên nhẹ. Ví dụ như là em ở cùng bàn cùng phòng nhưng mà lâu lâu em hay lộn tên hai bàn cùng nhà. Dạ. Rồi có nào quên luôn tên người yêu không? Tình trường sao? Có mấy mối tình rồi? Dạ, 2-3 mùa đã dùng em vẫn chưa có mối tình nào chính thức hết chị. Chưa có mối tình nào chính thức? Dạ. Có yêu đơn phương ai không? Dạ yêu đơn phương cũng có, những mối tình vu vơ này nọ cũng có nhiều chị. Rồi ai đeo đuổi mình không? Dạ có chị. Mà sao không chọn được ai hả? Cứ đi uống nước đi chơi vài hôm một thời gian rồi là tự nhiên thấy cảm xúc chưa có nhiều á chị, thế nên là không có thể tiến tới được á chị. Rồi vậy còn bạn trai, tình trường mình sao em? Bên kia chưa có mối tình nào, bên đây sao đây? Em mấy mối tình? Thì nói mối tình mà sâu đậm chính thức thì em chưa có. Còn mối tình mà hẹn hò để đi chơi vậy thì cũng một hai mối tình mà chẳng đi đến đâu vào đâu cả. Có hẹn hò rồi hả? Dạ. Đi chơi hẹn hò thì đi uống nước rồi đi ăn có vậy. Có nắm tay chưa? Nắm tay thì có rồi chứ mà. Rồi có hôn chưa? Hôn thì chưa anh. Sao không hôn luôn đi? Dạ em thấy thời điểm chưa chín mùi nên em không dám ạ. Khoảng bao lâu thì mới chín mùi? Em phải nhìn vào bạn nữ biểu hiện như thế nào em mới dám đúng không? Mới dám mới biết được anh ơi. Dễ thương quá. Dạ. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Mẫu hình của người vợ hả? Người vợ của em đó. Em mẫu hình thì em muốn là giống như chị gái em á. Chị gái em? Dạ. Đâu chị gái? Hai chị gái, hai giống chị như gái. Hai chị gái luôn hả? Dạ, giống như vậy ạ. Chị gái giống y chang vậy luôn. Không, ý là nói về là ngoại hình vì là cao như thế. Dạ, về tính cách nhiều. Tính cách sao? Dạ. Tức là chung thủy về là luôn chăm lo cho gia đình. À. Dạ. Em thích người như vậy ạ. Thích người như vậy đúng không? Dạ. Rồi, rõ ràng có hình mẫu lý tưởng rồi ha. Dạ. Để tôi hỏi bên đây, mẫu người lý tưởng em sao? Em thích người bạn trai vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm. Về ngoại hình thì cao to, có thể đen nhưng mà tuyệt đối là không hôi nha chị. Cao to đen nhưng không hôi. Dạ đúng rồi chị.
Chút nữa kiểm tra. Bao không có hôi. Anh đứng đây gần không có mùi hôi luôn. Nhiều khi hôi tiềm ẩn rồi sao anh biết được. Em ơi, anh đi cao nhưng không được to à. Em có chấp nhận không ạ? À? Dạ cũng được anh. Mục tiêu ban đầu của em là cao 1m8, body thì 6 múi. Nhưng mà bây giờ mà lỡ không được 1m8 á thì thôi 1m65 trở lên được rồi, không có tách ra 6 múi. Không có 6 múi mà tới mười mấy múi chỗ múi vậy đó. Được không? Có cái gì không thích, không thích ở người bạn trai không? Nói luôn đi. Khô khan quá, tại vì em cũng văn phòng cũng rất là khô khan rồi. Không thích bạn trai làm văn phòng. Dạ, tại vì hơi khô khan á chị. Ai nói văn phòng là khô khan trời. Em có làm văn phòng không? Em không anh ạ. Em hiện tại em làm bên giám định container. Em cảm giác em có khô khan không? Container chắc ướt à. Khô khan thì em không đâu. Em vẫn có thể lãng mạn được. Lãng mạn đó thấy chưa? Được chưa? Dạ được ạ. Được rồi ha. Em ghét nhất cái tính gì của người đàn ông? Dạ em ghét nhất là vô tâm với gia trưởng á chị. Vô tâm? Dạ. Anh nghĩ bạn này không có hai cái điều đó đâu. Vô tâm thì anh bao với em là anh không có đâu. Bao gia trưởng thì chắc anh cũng không có luôn. Không có luôn đúng không? Dạ vâng. Em bao luôn mà mình đây dễ thương lắm. Đó. Đàn gái cũng dễ thương luôn. Vậy là em kiểm tra anh. Để tôi kiểm tra cái vụ hôi là anh Linh kiểm tra rồi. Dạ, cái gì cũng bao nhưng mà em chào chị ạ. Có bao manly không? Dạ manly theo như em hiểu thì là phải biết uống rượu rồi là thế cờ bạc rượu chè vậy. Bảy ai thì cái đó em không có. Còn nếu về men thì chắc em có. Rồi men không? Men không? Men thì chắc có là men bao nhiêu phần trăm? Có là 100%. 100%. Dạ, nhưng mà nói manly thì em không có. Mà dạ. Chưa hung lần nào là biết hung không? Chắc là cũng biết vì cái đó là gọi là bẩm sinh mà. Bẩm sinh. Dạ. Nên có khi nào nhìn thấy một bạn trai đẹp mà gì thích mà thích chưa? Không ạ, em chỉ thích bạn nữ đẹp thôi. Là có thích bạn nữ đẹp. Dạ. Mỗi lần ví dụ như coi phim tình cảm thì thấy người ta hôn nhau trong người mình cảm thấy như thế nào? Em ước gì mình cũng như vậy. Dạ. Có rần rần trong người không? Dạ có. Có ha. Dạ. Cũng được, tạm tin thôi nha. Rồi tự hai bạn tìm hiểu nha. Rồi nếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 1 năm. Dạ. Em định lập nghiệp trong này luôn hay về quê? Em lập nghiệp ở đây luôn chị ạ. Rồi mình có kế hoạch gì phát triển kinh doanh trong cuộc sống mình để hiện tại thì không? Em đang có dự tính là thì cùng lập nghiệp đang ở đây và em thì nếu mà lấy nhau về thì tạm thời là đang phải hai người đang phải ở trọ, còn sau này thì tại em cũng có mua được đất rồi mà chưa có tiền làm nhà thôi. Tốt. Còn, mua đất ở đâu em? Dạ em mua ở Thủ Đức ạ. Thủ Đức vậy? Dạ. Là quá tốt rồi. Mà sao mặt láng vậy? Dạ ra đường là bịt khẩu trang rồi mang áo khoác vậy, em luôn chăm sóc ạ. Da dẻ em hay chăm sóc. Dưỡng này. Kem gì không? Kem thì em không ạ. Còn không, em muốn mua kem dưỡng đi, mua của chị Cát Tường nha. Dạ. Da mịn quá trời mịn luôn à. Dạ vậy hả chị. Gái đẹp là bình thường mà anh trai da đẹp lắm. Ổn rồi ha. Bây giờ gặp hỏi ý kiến người thân nha. Còn cái vụ men đó em tự kiểm tra nha. Chứ tôi thấy anh nói 100%, tôi thấy cỡ khoảng 60 thôi. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với những người bạn thân nhất của em ạ. Và em họ em Thanh. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là Hương, bạn của Thảo. Em thấy anh bên này thì cũng hiền. Nói chung là cũng hợp với Thảo. Nếu được thì hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Men không? Chưa. Chưa hả? Chết rồi. Em làm sao em nói chuyện với mấy cổ coi chứ, cổ nói em chưa men kìa. Chưa men hả? Để anh hít đặt cho em biết là anh có men không à? Rồi làm luôn đi. Được làm đi. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi được rồi, cái chuyện ập mặt dưới à. Mặt không biến sắc, da mặt vẫn hồng hào. Được, đó là mới được sức khỏe thôi nha, chứ chưa khắc khỏe là men nha. Dạ. Bạn trai đi với ai? Em đi với hai chị gái và anh chị và cháu ạ. Hai chị gái mà nè. Dạ, chào gia đình ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả trong gương quay. Em là chị gái của em Cường ạ. Theo em đánh giá thì bạn nữ ở bên này thì ngoại hình cũng chuẩn. Mặt dễ thương, tính tình thì cởi mở. Còn em trai em hiền lành, thật thà,
chăm chỉ, việc nhà thì rất là đảm đang, có một số tài lẻ, ví dụ như em có thể đóng được bàn ghế hoặc là tủ kệ nấu ăn gì đó ở phục vụ cho gia đình mình, là em có thể làm được, mà làm đẹp, làm kỹ. Đến với chương trình thì em thấy là cặp đôi này cũng hợp, nên là em muốn gửi cho cặp đôi này một thông điệp là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đã đưa ta tới bến đò tình duyên, đôi ta cùng hồi cùng thuyền, hãy cho cơ hội được quen tròn nhau. Hay quá. Rồi, cảm ơn chị. Vậy là hai bên người thân ủng hộ hết rồi ha. Bây giờ các bạn sẽ nhìn nhau, cảm nhận và nói chuyện với nhau nha. Rồi, kéo rèm. Rồi. Dạ. Em chào anh ạ. Tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em tặng anh cuốn sách ạ. Cảm ơn em. Chào ha. Gặp anh lần đầu tiên thì em thấy anh như thế nào, có giống cái sự tưởng tượng của em ở ngoài không? Dạ em thấy anh khá đẹp trai. À vậy à. Cũng có cảm tình. Cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em cũng xinh gái và cũng hiền lành, nhưng mà thùy mị có duyên. Dạ em cảm ơn anh ạ. Anh quan điểm như thế nào về tình yêu ạ? Quan điểm của tình yêu anh là phải chân thành, chung thủy, không được lăng nhăng. Và tình yêu phải trước sau như một. Em thì theo nguyên tắc 3T: thương yêu, tôn trọng và tin tưởng. Vậy dạ. Những lúc mà rảnh thì anh thường làm gì ạ? Nói thật là anh có cái điểm xấu là anh hay ngủ. Dạ. Nên rảnh thì anh hay ngủ. Em thì rảnh thì em thích đi chơi. Mà em thích đi dạo lắm, dạo quanh thành phố vậy á. Dạ. Mà em là không thích tự lái xe. Vậy thì hôm sau cho anh là người tài xế đưa rước em có được không? Dạ được ạ. Hôn nhân, gia đình, kế hoạch lập gia đình như thế nào? Anh thì anh nói là 6 tháng với 1 năm là tiến tới hôn nhân hả anh? Theo anh thì vậy, còn đang tùy thuộc vào tình yêu như thế nào. Dạ. Tình yêu mà đủ lớn thì có thể nhanh hơn cũng nên, đâu biết được. Dạ. Nãy nói hát, nói lát hát tặng bạn nữ đó. Mặc dù thì anh hát thì cũng được hay đâu. Thường thường ở nhà chị gái thì bảo là mày hát thì như bò đóng. Nhưng để thể hiện tình cảm của anh thì anh sẽ cùng cố gắng hết mình để hát một bài hát gửi tặng em. Dạ. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc, anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày. Khi màn đêm nhẹ buông xuống, anh sẽ ru em giấc ngủ ngon. Anh sẽ như là cơn gió làm em quên hết bao muộn phiền. Anh sẽ nâng niu vòng tay ấy, không để em một ngày xa anh. Trời. Nếu là anh sẽ cùng em đi hết con đường dài. Khi buồn đau và khi hạnh phúc, luôn có em bên cạnh anh thôi. Nếu là anh thì anh sẽ hứa, dù mai sau hay ngày bây giờ, em sẽ luôn là tất cả, em vẫn luôn chiếm trọn tim anh. Ôi tuyệt vời. Ủa em hát bài gì vậy? Về mà em hát bài Nếu Là Anh ạ. Nếu là anh thì anh sẽ ru em ngủ đúng không? Rất tự tin, rất hay. Em hát cũng hay nhưng mà vì bạn gái nên em thể hiện hết mình. Đúng. Không đúng rồi, nhiệt tình. Bạn gái đã rất là siêu lòng với bài hát của em. Ai buồn ngủ em hát bài này tỉnh ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Chúc mừng luôn. Dạ. Sao em, cảm giác của em như thế nào? Dạ, em thì anh hát tuy không hay lắm nhưng mà em cũng rất thích ạ. Em nào cũng đáp lại ảnh gì không? Dạ, em cũng hát giờ như vậy thôi. Em hát giờ em hát tặng anh bài. Rồi. Đừng có níu lại em nha. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần. Lòng buồn rời rời xa xăm, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi. Thương khói lam bà
ban chiều và mái tranh thơ còn nằm nôi. Đây là một cặp song ca sống thần. Hai bạn hợp nhau, nói chung là hát thì vui ha. Nói chung là rất là dễ thương, có duyên lắm á. Cho nắm tay cái đi, chưa có yêu nhau lần nào, chưa có tình đầu tình cuối gì. Nắm tay thiệt chặt, nhìn kỹ vào mắt nhau xem có rung động gì hay chưa. Anh thấy con tim anh cũng rung lắm rồi, cũng muốn nhảy khỏi lồng ngực của anh rồi đấy. Em cũng phải hơi rung rung. Em nghĩ là hôm nay mình tin đây là một cái duyên, chúng ta hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn. Xuống đây em. Dạ. Nói chung theo nãy giờ quan sát thì hai bạn rất là hợp nhau ha. Đây, về cả tính đây. Tình mỗi người có thể bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Đây là một cặp đôi rất là xứng đó ha. Bây giờ mình sẽ có 30 giây để nhắm mắt lại suy nghĩ và quyết định. Rất dễ thương, suy nghĩ thật kỹ nha. Bởi vì khi bấm nút là chúng ta hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Thật sự rung động thì mới bấm, còn nếu không chúng ta đừng bấm. Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Rồi, bây giờ mới nắm tay thật sự nè. Xin phép nhà gái hôn đi. Anh xin phép bên nhà gái cho anh được hôn em. Không cho. Hôn em nào? Hôn em Thảo. À, chứ đây hôn em với em đi đó chết luôn à. Rung quá hả? Dạ. Nụ hôn đầu tiên phải hôn kỹ lại chút xíu nữa. Hôn dạ. Lâu chút nha. Hôn lâu chút xíu. Nụ hôn đầu tiên đó, bắt đầu. Từ từ. Khoan, để nguyên, để nguyên. Dạ được rồi. Thấy sao? Thấy thơm anh. Rung động cho em. Dạ, cũng hơi rung rung rồi chị. Cặp này rất là xứng đôi đó. Đây là chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng. Để các bạn tới đó tìm hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn nha. Đẹp trai thì ai cũng thích hết, nhưng mà vừa vừa thôi. Đừng có đẹp trai quá, em giữ không nổi, giữ mệt không nổi lắm ha. Anh đừng có làm gì hết nha. Rồi. Anh đừng làm anh vịn hai cái vai của em. Sợ người ta làm gì nữa. Rồi. Đó, trời dễ thương vậy. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Thôi mời em gái ngồi. Giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Nguyễn Phan Hải Đăng. Em 25 tuổi. Hiện là em đang làm kỹ sư dịch vụ cho công ty điều hòa không khí Daikin. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9. Rồi, dạ. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả. Em tên là Võ Thị Thanh Nhàn. Năm nay em 24 tuổi. 24 dạ. Tuổi. Quê em ở Bảo Lộc và hiện tại em đang công tác tại khoa phục hồi chức năng của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Em xuống đây lâu chưa? Dạ em xuống đây được 6 năm rồi ạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em hay quan tâm đến mọi người. Điểm yếu của em là thường thường thì em rất là kiểu như là ngủ không ai có thể thức dậy khi mà mình chưa muốn ạ. Có nghĩa là cái nào muốn dậy dậy, còn không thôi là ngủ, không ai kêu dậy được hết á, đúng không? Dạ đa số là như vậy. Cũng có một lần là em đi casting bạn muốn hẹn hò thì có bạn thân em đi cùng. Cái hôm đó là hẹn là 7:30 có mặt để đi ăn sáng. Cái em ngủ đến 8 giờ, khi mở điện thoại ra thì có 30 cuộc gọi nhớ của bạn. Trời đất cơ, rồi cuối cùng bạn em tới hẹn hò trước em luôn. Dạ không, bạn em vẫn đợi ở quán. rồi còn Đăng, em dạ. Khuyết điểm, ưu điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em là em có thể sống tự lập, quan tâm đến mọi người. Em biết nấu ăn, có một ưu điểm nữa là em biết sửa máy lạnh. Cái đó là nghề nghiệp thôi. Khác sửa máy lạnh được không? Điểm gì? Ở nhà dù mà có những cái máy nào mà hư em có thể sửa được. Máy nào cũng sửa được hết. Em mò sửa được thì sửa, cũng sửa được đem ra tiệm. Hy vọng là anh có thể sửa được em. Có sửa được em. Dạ, anh hy vọng rồi. Khuyết điểm em có gì không? Em thì có một cái tật xấu cũng vui đó là em ngủ thường hay hả họng. Hả họng. Có khi nào ai bỏ gì vô chưa? Dạ mẹ em nói bữa nào thì để mẹ bỏ cục muối vô cho. Thì đó. Dạ còn một khuyết điểm nữa là em nóng tính. Em mới vô công ty á thì em công việc của em là tiếp xúc với khách hàng. Nói chung là mới vô mình chưa có kiềm chế được cảm xúc á. Người khách hàng người ta cãi á, mình cãi ra luôn. Mình cãi lộn ra luôn. Bây giờ thì bị sếp la. Qua lần đó thì em cũng rút kinh nghiệm từ từ. Em đang tập cái
tính kiềm chế cho bản thân mình lại. Sửa máy lạnh cho người ta mà cự với người ta là bỏ sửa luôn, đúng rồi ông ơi. Cái những trường hợp mà không phải lỗi của máy mình á, người ta khách hàng là thượng đế không, cãi người ta luôn rồi mất khách của chủ, chủ la là phải tại, rồi. Tại em giải thích cho họ là đây là cái lỗi là không phải lỗi của do bên máy, nhưng mà họ cố tình không chịu, nóng quá cãi luôn chị. Hay quá. Tình trường sao em? Tình trường của em thì em có 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất thì em cũng quen được hơn 1 năm. Bạn trai về quê lấy vợ. Kỳ vậy, chị đang quen mình đi về quê lấy vợ, không có báo trước luôn hả? Bạn trai báo về quê thì mình cũng cũng thương, thì mình cũng có nghĩ là mình sẽ về quê theo. Thời gian khi mình tìm hiểu xong thì mới biết là ở ngoài quê bạn trai cũng có mối tình 11 năm. Trời đất ơi, là về lấy cái cô 11 năm đó. Dạ. Thì hồi trước em cũng hiền lắm, tính của em thì cũng không hẳn là hay soi mói hay xem điện thoại hay là các bạn trai. Nhưng mà khi mà mình cũng có thấy một vài tin nhắn hoặc là lâu lâu cũng có gửi quà về thì em cũng hỏi, thì kêu là bạn này là bạn học chung, rồi nhờ mua cái này nhờ mua cái kia gửi về. Rồi cũng hay nhắn tin gọi điện thì kêu là bạn bè quan tâm nhau thôi. Ý đến vấn đề cái giác quan thứ sáu của em nó bị tắt rồi hay gì á, mấy cái đó phải nhạy cảm chứ, đâu mà gửi cho bạn một người gái mà gửi hoài và điện thoại mà em không nghi ngờ. Thôi rút kinh nghiệm lần sau nha em. Dạ. Bên kia có một mối tình, bên đây có mấy mối tình? Em thì có 2 mối tình. Thì mối tình gần nhất thì bạn đó thì cái tính bạn trẻ con quá. Nãy anh nghe em nói là có kiểm tra điện thoại á, thì bây giờ em còn có cái gọi là thích kiểm tra điện thoại không ha? Thực ra thì em cũng không có thích, có thói quen là hay kiểm tra điện thoại lắm. Nhưng mà ví dụ như là nếu mà anh có cái gì đó thì giấu cho kỹ, đừng có để em biết. Anh cũng không thích bạn nữ mà kiểm tra điện thoại. Tại vì có những thứ làm như vậy thì làm cho bạn nam thấy khó chịu, thấy bị không được tôn trọng. Cũng có qua có lại, nghĩa là em không biết về nhiều anh thì anh cũng không được kiểm tra cái chuyện riêng tư của em vậy là được. Đúng rồi, anh không bao giờ kiểm tra điện thoại. Sao cái này giống ông ăn chả bạn em quá vậy. Trời ơi, chưa có yêu nhau mà còn là nói không cho cái này, không cho cái kia. Đừng có kiểm tra điện thoại gì của nhau hết, đừng có xài chung cái gì hết, cũng đừng có ở chung luôn, cũng đừng có nói chuyện chung, đừng chi chơi chung luôn, coi gì vậy không liên quan khỏe. Trời ơi. Được không? Vậy không nha. Ở chung được anh. Bạn nữ bên đây nhìn là nữ tính nhưng mà bạn này rất là mạnh mẽ nha. Trong ngành của em á thì hay có sức khỏe rất là tốt. Tại vì làm hay bê vác bệnh nhân, nói chung là em khỏe lắm. Khỏe lắm. Ủa, em bê vác bệnh nhân luôn hả em? Dạ, cũng có. Khi mà bệnh nhân bị tai biến hay gì đó, mình tập cho bệnh nhân cái tư thế đứng ngồi. Có nhiều bệnh nhân rất là to, rất là bự. Hoặc là bệnh nhân nằm thì mình tập cho bệnh nhân cái tay chân lá lá bên kia. Giờ chị cho cái anh kia anh nằm này, em thử em bê anh lên coi nổi không nha. Dạ chắc nổi. Ồ ghê vậy. Em bê mình lên nổi không? Dạ mình bê theo có tư thế để mình bê chứ không phải là cứ đứng lên là không, mình bê. Không thì một lát em kiếm cái thế nào em bê thử chị coi nha. Dạ. Khỏe rồi em trai, em khỏe rồi đó. Khỏe có đó. Gì là em xỉn là bạn kia bê. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai trong tương lai mình là như thế nào? Em tìm người bạn trai chín chắn một chút, biết quan tâm một chút, không cần đẹp trai, không có em gái mưa hay là bạn gái cũ hay là người bạn yêu. Bạn thân đồ, dạ, mua quà giùm đồ ha, đừng có dạ. Mấy cái đó ha. Em có em gái mưa không? Dạ không anh, người yêu cũ mà chia tay rồi thì mình cứ cắt đứt luôn. Đừng có nhắc gì yêu cũ, dạ. Bắt đầu từ bây giờ nha. Dạ dạ. Nhất định không có em gái mưa nha. Dạ dạ. Có em nuôi được. Em nuôi được không em gái? Dạ không. Không luôn. Bây giờ rồi. Em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng như thế nào? Em diễn tả đi, bên kia anh Quỳnh Linh anh kiểm tra giùm cho em. Cao hơn em cao 12cm. Em cao mấy? Em cao 1m52. 52 đây 53, cao hơn rồi đó. Yên tâm. Cũng bình thường, đừng có mập quá, em không thích bụng bự. Còn nếu mà hói chút cũng được, không sao. Hói được mà bụng bự là không được. Nhưng mà hói chút thôi, đừng hói nhiều quá. À hói chút thôi. Hói. Em coi hói cỡ này được không? Dạ được. Cũng được. Ai mà thích hói thì tôi thấy dễ thương rồi đó. Bên đây, trời ơi, đây hói đều quá chân. Hói từ phía sau, hói tới luôn. Em không thích đẹp trai hả? Hay là... Không, không thích đẹp trai mà anh này lỡ đẹp trai rồi. Đẹp trai thì ai cũng thích hết. Nhưng mà vừa vừa thôi, đừng có đẹp trai quá. Em giữ không nổi, giữ mệt nổi lắm hả? Em ghét cái gì nhất của đàn ông? Hút thuốc. Hút thuốc? Dạ không. Không có, khỏe. Vậy là được rồi anh. Vậy thôi đó hả, đơn giản quá vậy. Đơn giản, dạ. Vậy được rồi. Uống bia có được không em? Anh uống nước nhiều không? Khoảng 4 chai à. Chắc em tiếp anh được á. Trời ơi. Nghe hỏi là tôi nghi rồi. Yên tâm, những cái gì em đưa ra nãy giờ là đáp ứng nhu cầu hết rồi đó. Dạ. Bên rồi. Kia đưa ra cái mẫu người bạn gái lý tưởng như thế nào? Ngoại hình thì trên 1m50 là được rồi. Rồi. Dễ nhìn là được. Quá dễ nhìn luôn. Dễ nhìn lắm. Còn gì nữa không? Nếu mà da trắng thì càng tốt chị. Có trắng. Tóc thì không nhộm, màu sặc sỡ, ví dụ như màu đỏ, màu xanh rồi em không thích.
Hơi xanh thôi chứ cũng không xanh lắm. Anh về nhậm lại. Hả trời ơi, tóc gì đâu có quan trọng. Cái màu sắc cho nó đẹp thôi. Không, màu được nhưng mà đừng có màu sặc sỡ. À. Dạ. Rồi có cái gì em không thích ở người phụ nữ không? Kiểu như là đua đòi, chân diện quá chị. Rồi lấy nhau về mình sống ở đâu em? Có làm vậy mình có làm dâu không? Nhà em thì ở quận 9 nên có bạn nữ nếu làm dâu được thì ở đến nhà em. Em biết nấu ăn không em? Em nấu ăn cũng nhiều á. Em cũng hay tò mò nấu ăn lắm. Nhưng mà nấu xong mỗi lần ăn là toàn bị lắc đầu. Không vậy là được rồi, có tinh thần nấu ăn là được rồi. Dạ. Còn ngon hay không là mình tập từ từ thôi không sao. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ em đi với ba người bạn thân của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh, chào tất cả quý vị khán giả. Em thấy anh khá là chững chạc, khá là hợp với Nhàn. Em thấy chịu đó. Thôi thì hai người bấm nút đi. Rồi có gì sang năm tụi em súng xính đầm váy ăn cưới. Chịu rồi đó. Em đi với ai em trai? Dạ em đến đây đi với ba em. Em chờ bác. Em chờ bác. À rồi, chào chú. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả, tôi là ba của Hải Đăng. Nói chung thì tôi dễ lắm. Do con cái mà nó chịu đâu là mình chịu đó à. Thì ba thấy cô ở đây thì cũng được. Cho bác hỏi con có đạo không? Dạ con thì con không có đạo. Con thấy lát bấm nút rồi. Mở ra bấm nút rồi. Ba hỏi một câu vậy thôi, ba kêu bấm nút rồi đó. Dạ. Vậy là đàn trai đàn gái thấy ổn rồi ha. Dạ. Rồi. Bây giờ quan trọng là do hai đứa thôi. Mình cảm nhận về nhau nha. Mở rào. Gặp rồi. Chào anh. Anh có món quà tặng em. Này là con chó bông, chắc em là tuổi chó đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh. Hy vọng là anh chăm rất. Rồi, cảm ơn em. Hai đứa nó dễ thương dữ vậy ta. Được á. Tóc vậy được không em? Dạ được chị, đẹp chị. Nếu mà mình bấm nút á thì em thích đi đâu? Đi đâu chơi hay là? Em thì thích những chỗ nào yên tĩnh một chút. Ví dụ như mình có thể đi dạo bờ sông chẳng hạn. Còn nếu mà đi xa thì anh muốn thì em sẽ dẫn anh về quê. Quê của em ở Bảo Lộc. Khí hậu mát mẻ lắm. Anh cũng thích khí hậu trên đó. Dạ. Anh, em thấy anh thế nào? Đẹp trai. Có chững chạc không? Có giống như mình hình dung không? Dạ cũng chững chạc. Rồi giờ kinh tế trong gia đình ai quản lý? Kinh tế gia đình thì chắc là em. Em không thích cho đàn ông cầm tiền đâu. Đúng rồi, anh giữ tiền thì anh cũng xài không đúng đâu. Dạ đúng rồi. Bê bê đứng lên bê anh thử coi. Bây giờ em đứng lên cho bê thử coi. Em nhắc thiệt không chị? Thiệt chứ không thì nó giỡn chi. Em làm sao mà anh coi như anh em bị đau đâu đâu. Em bị đau đâu? Ví dụ đau chân đi thì sao? Em làm sao mà em cho mọi người thấy em khiêng anh lên được chị đi. Nhưng mà anh thấy mấy người trong phòng phục hồi chức năng toàn là nằm không à? Người ta nằm. Đâu ai đứng nổi đâu. Nằm đi cưng, nằm đi cưng. Em nằm đi em. Mình nằm đi cho người ta mình thử sao được không chị? Không, không phải thử được có khỏe không chứ. Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm đại gì đi. Thử nha. Bị kiến cắn liệt cái ngón chân. Rồi đó. Như này thì hơi khó một chút. Bẻ cho loại chân luôn. Ví dụ bây giờ anh ngồi lên ghế đi. Em đỡ tư thế nha. Anh đừng có làm gì hết nha. Rồi. Anh đừng làm gì. Anh vịn hai cái vai của em. Sợ người ta làm gì nữa. Rồi. Đấy là cái tư thế bình thường em hay đỡ bệnh nhân đứng lên. Ôi, chân nó đứt dây thùng quần á. Thường thường là nó. Gì đâu ngại, mình làm nhân viên gọi là kỹ thuật viên phục hồi chức năng, cái gì đâu ngại đúng không em? Dạ. Anh thấy người ta là dở chân dở tay. Đúng rồi. Quăng qua quăng lại đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sẵn đứng rồi đó, giờ tặng nắm tay bạn gái cái đi đó, hai bạn nắm tay nhau để cảm nhận nè, có món quà gì đã tặng cho nhau nha, để nguyên vậy đi, nhìn mặt nhau hát cho tao nghe đi. Bây giờ em sẽ hát tặng anh một bài, nhưng mà em hát thì cũng không được hay lắm. Hôm nay lên đây thì hơi run một chút. Này người em yêu, chầm tay bước đi bên nhau, thì thầm nói với em rằng mình sẽ yêu nhau hoài trọn đời. Có sao và có trăng, có anh và có em, về nên chính tình yêu như là cô tinh. Nhớ lắm anh ơi, phù vờ những câu dân hơn. Mỗi khi nhớ đến anh, em hay trách móc vô tư nghẹn ngào. Tại anh không buồn vì em, tại anh chẳng sẽ chia vô về. Để bây giờ em nhớ em mơ.
Sao ta hát mà mặt em đơ chứ em cảm nhận chị. Em đơ chứ em cảm nhận gì em nói chị nghe coi em cảm nhận sao nãy giờ. Chứ chị thấy cái mặt em đơ dữ lắm luôn đó. Thì anh cũng hát dở. Anh cũng tặng em ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trong tầm tay chờ một ai đó đến bên anh là nghe những tâm tư này là tia nắng ấm là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây là trao nhau tình yêu ấy giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm. Lúc nãy anh nói là anh có biết nấu ăn đúng không? Ví dụ như em về nhà có cả ba mẹ anh nữa thì thật sự là em nấu ăn cũng không có ngon lắm đâu. Với lại em cũng không có biết khẩu vị, em không biết ăn là khẩu vị của mình nào. Em ba mẹ em thì cứ đưa cho em nấu ăn thì em nấu sao ba mẹ em ăn vậy, không có chê hay không có gì hết. Nên em hy vọng là ví dụ như em mà về nhà nấu ăn á thì anh biết nấu ăn thì anh chỉ cho em, còn không được thì anh nấu cho em cũng được. Cái đó anh đó thì anh dạ. Sẽ giúp cho. Dạ. Dạ. Thì có một câu nói là đằng sau thành công của người đàn ông á thì sẽ có bóng dáng của người phụ nữ. Dạ. Mà cái người phụ nữ đó bây giờ thì mẹ anh đang tạm giữ vai trò đó. Anh hy vọng em là sẽ thay thế mẹ anh để giữ cái vai trò này. Dạ. Em hy vọng em sẽ đồng ý. Em cũng sẽ cố gắng hết trong khả năng của mình. Còn ví dụ như chắc chắn là sẽ có nhiều cái thiếu sót. Như lúc đầu mình chưa được thì mình sẽ từ từ mình khắc phục, chứ không có thể nào mà về mà sẽ gánh vác luôn được. Đúng rồi, thì không ai có thể là hoàn hảo hết. Dạ. Rồi, hết thời gian. Hai bạn nhắm mắt lại kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau. Bấm nút là ta đồng ý hẹn hò và tiến xa hơn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Chúc mừng. Mời hai bạn. Mời hai bạn. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Thủ tục đầu tiên của chương trình, bạn muốn hẹn hò? Không luôn. Rồi, em cho phép anh không? Đó, trời dễ thương vậy không? Hả? Đây là những chiếc vé xem phim của Cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn.